Vấn đề là trước khi đến đây, chúng ta biết mình muốn gì. Nhưng khi đến đây, chúng ta bị mờ mịt bởi bối cảnh, bởi DNA, bởi ảnh hưởng xã hội, bởi bạn bè, bởi hoàn cảnh và cũng bởi khuyết điểm của mình, nhặt ở trên đường hoặc nhặt từ thiên đàng trước khi đến đây. Rồi đôi khi những khuyết điểm lại áp chế mạnh, hiểu không? Áp đảo sức mạnh của mình, rồi mình làm những điều xấu, những điều không nên làm. Rồi mình rơi xuống thấp hơn. Rồi nó cứ luôn luôn đàn áp mình. Cho nên trên đời này cần có minh sư. Cần người nào đó để có thể giúp mình những khi gặp rắc rối. Vì những lúc gặp rắc rối thì mình không nhớ mình là ai. Thậm chí không tự đứng lên được. Linh hồn, kiến thức bị đè nén, bị khóa lại, đậy lại và lấy đi mất. Để rồi mình cũng không biết mình đến đây để làm gì, rồi quên cả lời nguyện, lời hứa của mình trước khi đến đây. Đây là mưu mẹo của Ma Dương, hắn cho mình đến đây. Nhưng khi đến thì bị hắn khống chế, kìm kẹp. Đó là hiệp ước đã được thỏa thuận. Không thể đến đây mà tự do, vui vẻ như trên thiên đàng được. Để đến được đây thì phải trả giá. Ngay cả để làm tròn công việc hoặc để tiến bộ về tâm linh. Hoặc giúp ai tiến bộ về tâm linh cũng đều phải trả giá. Tôi thấy thương cho mọi người, hiểu không? Các minh sư luôn hiện diện nơi đây trên địa cầu. Tất cả minh sư đến đây vì điều đó. Bởi vì minh sư biết rằng khi đến đây quý vị sẽ gặp rắc rối. Tất cả sẽ gặp rắc rối, cho nên không ai giúp được ai cả. Nên minh sư luôn luôn đến, cố gắng giúp đỡ và nhắc nhở. Đó không phải là con, không đâu. Hãy nhớ những gì con muốn làm. Hãy nhớ sự vĩ đại của con trước khi đến đây. Dần dần và dần dần. Nhưng vì ở đây quý vị lãng quên, thậm chí không nhận ra chính mình, không nhận ra minh sư. Người bạn thân nhất của mình từ thiên đàng. Rất khó. Minh sư đi xung quanh liên tục bảo, tỉnh dậy, nhớ lại đi. Nhưng đôi khi không nhớ. Đôi khi nhớ một chút, rồi ngủ trở lại giống như quý vị thiền ở đây vậy. Nếu nói như thế, quý vị hiểu ngay. Bởi vì từ kinh nghiệm cá nhân. Ok, rồi đôi khi thậm chí còn chống lại minh sư. Bạn của mình, người bạn muốn giúp mình. Thậm chí còn đánh ngài. Có lẽ về thể chất, có lẽ về tinh thần, có lẽ về tâm lý, có lẽ bằng những cách khác. Hạn chế sự tự do của ngài bằng thói xấu của mình. Hoặc thậm chí chống lại minh sư, không vì lý do gì hết. Nếu chọn làm điều xấu nào đó thì dĩ nhiên phải lãnh hậu quả. Vấn đề là như vậy. Khi xuống đây, xuống địa cầu này, trước khi đến đây, quý vị đã hứa, mình sẽ giúp láng giềng này, láng giềng nọ của mình. Từ nhiều kiếp trước, cô ta bây giờ ở đây, và đang gặp rắc rối, quên mất chính cô, đại ngã của cô, nên mình xuống làm con cô, bạn cô hoặc láng giềng của cô, để giúp cô ta trở lại. Nhưng rồi khi xuống, quý vị quên mất, bị chi phối quá nhiều, bởi ăn uống, bất cứ gì, trai tài, gái sắc. Đủ mọi điều, tiền bạc, địa vị, quyền lực, rồi quên đi lời hứa của mình. Có một số người còn nói, con xuống để giúp sư phụ, bởi vì sư phụ sẽ cần rất nhiều trợ giúp để chăm sóc mọi người trên địa cầu. Rồi khi xuống, quý vị quên đi, bị chi phối bởi nam nữ, tiền bạc, bất cứ gì. Nhà cửa, xe hơi kiểu mới nhất, nhanh nhất, dần dần và dần dần. Còn tôi lại bị bỏ một mình hoặc bất cứ minh sư nào, hiểu không? Đôi khi tôi cần thêm trợ giúp, không phải cho cá nhân mà có thể như việc thông dịch sang những ngôn ngữ khác, phải không? Tôi chỉ có một số ít người giúp việc, biết không? Chưa nói đến họ mang theo đủ thứ điều nữa.
Không phải chỉ giúp đỡ mà còn mang theo các thứ khác, hiểu ý tôi không? Các thứ khó khăn. Khi nhận người giúp, thì cũng nhận gói hàng thỏa thuận với đủ điều phủ định kèm theo. Anh chàng tội nghiệp không còn cách nào khác. Bởi vì trước khi đến đây, phải mang theo nghiệp cũ của mình. Hiểu không? Tùy vào kiếp trước tệ như thế nào, thì phải mang theo bấy nhiêu tính xấu với mình. Hiểu không? Thí dụ kiếp trước anh chàng đó là người thích trăng hoa, không chung thủy với vợ lắm. Thì kiếp này, nếu muốn xuống địa cầu để giúp bất cứ ai hoặc ngay cả giúp minh sư, họ phải nhặt lại tính đó và khắc phục nó. Nhưng có khắc phục được hay không? Câu trả lời là chữ không rất lớn. Rất khó hiểu ý tôi nói không? Bởi vì tính cách đó tiếp tục mạnh hơn khi luân hồi hết lần này sang lần khác. Không giảm đi chút nào. Cho nên đây là cái giá mà ai cũng phải trả để đến đây. Bởi vậy, đời đời kiếp kiếp mình nên lắng nghe theo giáo lý của minh sư và làm người tốt để nhỡ khi phải xuống đây giúp người nào hoặc giúp một vị minh sư thì không tạo gánh nặng cho minh sư hoặc không gây thêm rắc rối cho người mà mình có ý định giúp. Hiểu ý tôi nói không? Vì nếu không thì đôi khi tạo thêm rắc rối thay vì giúp. Sự quân bình không hoàn mỹ, hiểu không? Đôi khi tạo ra có lẽ 80% điều thiện, rồi có 40% điều xấu. Như thế là rất nhiều vấn đề nhức đầu cho người mà mình muốn giúp hoặc cho vị minh sư. Hiểu ý tôi không? Đôi khi mình giúp đỡ như 50%, nhưng lại phá hoại 30%. Thì cũng vô dụng, hiểu ý tôi không? Hoặc vô cùng mệt mỏi cho vị minh sư. Để đối phó với điều xấu này, rất khó khăn. Vậy thì tùy quý vị cố gắng sửa đổi những tính này. Trong dòng luân hồi, rất khó, nhưng nếu biết tại sao như thế, biết tính của mình như là thích trăng hoa, thì biết rằng điều đó chắc chắn là nghiệp chướng của mình từ kiếp trước. Vậy, kiếp này nhất định không nên nhìn phụ nữ nữa. Sao lại cười? Tại sao cười? Nghe vui. Vui hả? Nhưng không vui cho các chàng. Đối với các cô thì vui, bởi vì phụ nữ thì không cần nhìn. Trừ phi tại sao cô ta mặc chiếc áo đẹp đó mà mình không có, hiểu không? Rắc rối là chỗ đó. Cho nên một số người thật sự muốn giúp thế giới, nhưng lại bị khuyết điểm của mình áp chế. Đó là vấn đề rất lớn cho mọi người. Đó là lý do tôi thường phải làm việc một mình. Mọi người đến mang theo một ít rác rến. Hiểu ý tôi không? Đó là quy luật. Nếu muốn xuống đây, làm điều gì tốt đi nữa, thì phải quân bình mình với nghiệp chướng. Phải nhặt lấy một số nghiệp chướng mà đã từng có trước kia. Ok, vị minh sư truyền tâm ấn cho mình. Cắt đi phần đó, tất cả nghiệp chướng đó, hiểu không? Đốt nó đi để mình khỏi phải trở lại trong kiếp khác. Rồi mình được tự do, đi lên thiên đàng. Có lẽ thiên đàng thứ ba, nhưng rồi nhìn xuống lại thấy người nào đó mà mình muốn giúp, hoặc muốn xuống để cải thiện bản thân, hoặc để tiến bộ trong tu hành, hiểu không? Thì phải khắc phục khuynh hướng phủ định trong quá khứ của mình. Cho nên hãy nhớ, mỗi lần có khuynh hướng quay sang góc phủ định đó, thì nên suy nghĩ lại. Có thể nào đó là nghiệp chướng của mình trở lại mạnh hơn trước kia gấp nhiều lần không? Đó là vấn đề.
Bởi vì khi đi vào vào từ trường của địa cầu, cũng có rất nhiều loại phủ định có bản chất tương tự. Nên sự phủ định của quý vị cũng sẽ thu hút một hình thể trong số đó, chúng tụ hợp lại với nhau và khiến mình cảm thấy có khuynh hướng thiên nhiều về chiều hướng phủ định đó. Hơn là chỉ có khuynh hướng phủ định của bản thân thôi, hiểu tôi nói không? Đồng thanh tương ứng. Rất khó khăn để nhận điều khẳng định trên địa cầu. Đa số là phủ định. Thành ra nếu mang sự phủ định của mình đến đây, thì giống như nam châm vậy, sự phủ định khác cũng sẽ nối kết với mình qua định lực đồng thanh tương ứng. Rồi mình sẽ bị áp đảo. Cho nên mình là người duy nhất quyết định đi hướng nào. Hướng nào hợp với giáo lý của Đức Phật, hợp với giáo lý của Chúa Giê-xu, hợp với giáo lý của tiên tri Mohammed, hoặc giáo lý của các minh sư Kỳ Na giáo Mahavira, dần dần và dần dần. Phải suy nghĩ trước khi làm điều gì xấu, hoặc điều gì mình nghi ngờ là không tốt, thì phải nghĩ Đức Phật có làm điều này không? Hiểu không? Chúa Giê-xu có hành động như vậy không? Tiên tri Mohammed có tán thành hành động này của mình không? Rồi mình sẽ biết phải làm gì, hiểu ý tôi không? Bằng không, nếu không có sự hướng dẫn, thì mình cứ làm bất cứ điều gì mình nghĩ trong đầu, mà hầu hết chỉ là phủ định. Bởi vì mình thiền chưa đủ, nên không khắc phục được lực lượng phủ định của thế giới này, hiểu không? Ngoài tính phủ định mà mình nhặt lấy trước khi đến đây để khắc phục, để chiến thắng tính phủ định trong quá khứ. Ngoài điều đó, còn có những phủ định khác áp đảo mình nữa, do đó luôn luôn phải suy nghĩ. Đó là lý do mà giáo lý của Đức Phật quan trọng. Giáo lý của Chúa Giê-xu quan trọng. Giáo lý của Hồi giáo quan trọng. Hãy lấy giáo lý làm kim chỉ nam, hiểu không? Đấng tiên tri sẽ làm gì trong trường hợp này? Đức Phật sẽ làm gì trong trường hợp này? Chúa Giê-xu sẽ quyết định như thế nào trong trường hợp này? Rồi mình sẽ không làm gì sai trái. Đó là cách để theo giáo lý Hồi giáo. Cách làm tín đồ Thiên Chúa giáo tốt, cách làm Phật tử chân chính, hiểu không? Đừng chỉ đọc cho vui thôi. Đó là sự hướng dẫn tốt cho mình, để mình không làm sai trong thế giới phủ định này. Để mình không bị áp đảo bởi nghiệp lực quá khứ của bản thân và lực phủ định trên thế giới này. Cộng nghiệp đó, hiểu không? Thôi, được rồi, tốt. Gặp quý vị sau.